bàn giao hai tàu cá vỏ thép được đóng mới đầu tiên từ nguồn của quỹ cho ngư dân. Hai ngư dân được bàn giao tàu là Nguyễn Hữu Ngọt ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và ngư dân Huỳnh Luận ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu có chiều dài 26m, rộng 6,8m, công suất trên 800 mã lực, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đánh bắt dài ngày trên biển và hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết có sóng to, gió lớn. Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi hỗ trợ cho hai ngư dân này vay không tính lãi suất trong thời gian là 11 năm. Tại lễ bàn giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 5 tỷ đồng.